đố các bạn biết mình đang làm gì Mình đang chuẩn bị một cái event mood board cho mọi những cái proposal sắp tới của mình Và mình cũng muốn chia sẻ cho các bạn cái cách để các bạn có thể làm một cái mood board cho cái proposal của mình thật sự bắt mắt và khiến cho khách hàng chạy nước miếng Nào, let's get into it rất là nhiều loại mút bo khác nhau và tùy vào ngành hàng và mút bo của bạn được áp dụng ví dụ như là thiết kế nội thất nè thời trang hoặc là gần với cái ngành của chúng ta nhất đó chính là ngành làm tvc quảng cáo đối với event mút bo thì nó sẽ là tổ hợp những hình ảnh hoặc bằng câu chữ nhằm mô tả lại cho khách hàng và những cái đồng đội của các bạn ví dụ như team thiết kế hoặc team sản xuất họ có thể hình dung được cái ý tưởng cái bố cục cũng như là cái cảm xúc bạn muốn mang lại cho cái sự kiện đó. Vậy thì làm sao chúng ta có thể làm được một cái event mood board? Thì để tạo ra được một cái event mood board nó sẽ có gồm hai cái yếu tố chính. Đó chính là yếu tố về chủ đề và màu sắc. Phần chủ đề và màu sắc sẽ dựa trên hình ảnh thương hiệu của khách hàng hoặc cái event concept mà bạn đang chuẩn bị propose hoặc đó chính là dựa trên sự yêu thích của cái người mà đặt hàng bạn làm event ở đây mình đang nói tới những trường hợp các bạn làm sự kiện tiệc cưới hoặc là lễ kỷ niệm hoặc là tiệc sinh nhật vân vân. Trong một cái sự kiện trước đây mình từng làm cho một khách hàng chuyên về ngành bất động sản và họ chuyên về xây dựng nền móng á. Thì mình đã tạo ra một chủ đề đó chính là mô phỏng lại công trường và xây dựng lại nguyên cái mô hình công trường bên trong khán phòng. Tim đã biến khu vực chụp ảnh thành những cái nền móng bê tông, biến những cái hàng rào sự kiện thành những cái hàng rào công trường. Và những cái hình ảnh được chiếu trong cái sự kiện ngày hôm đó trên cái màn hình LED 40m đã tạo ra được một hiệu ứng của một đại công trường. Nếu xem đến đây rồi mà các bạn chưa bấm subscribe và chưa thả like thì mình sẽ rất là buồn đó nha. Nào, cái nút like nằm ở ngay phía bên dưới thôi. Bấm đi, bấm đi, bấm đi, bấm đi, bấm, bấm, bấm thí thuyết như vậy chắc là đủ rồi Bây giờ chúng ta sẽ vào thử phần thực hành các bạn nhé Chúng ta sẽ giả bộ một chút xíu là chúng ta sẽ mang cái bức tranh của nền Mona Lisa về Việt Nam Và chúng ta sẽ tổ chức một cái private dinner để mời khoảng 40-50 khách hàng đặc biệt nào đó Để đến tham dự và thưởng lãm bức tranh ngày hôm đó để xác định được chủ đề thì các bạn cần làm một chút cái nghiên cứu như sau. Thứ nhất là cái trường phái mỹ thuật của thịnh hành thời đó là gì những cái buổi tiệc thời đó người ta hay trình bày như thế nào và màu sắc ra sao trang phục thời đó người ta thường mặc là gì sau khi đã nghiên cứu được chủ đề rồi thì cái kinh tốt nhất mình sử dụng đó chính là Pinterest và gần như là trên cái kênh này là có tất cả mọi thứ mình cần tìm và một cái mẹo cho các bạn á, là các bạn chỉ cần tìm những chủ đề thường mình sẽ làm ví dụ đón khách nè cách trình bày bạn tiệc như thế nào trang phục mặc hôm đó ra sao Lưu ý một điều là các bạn nên chọn theo cùng một nhóm màu sắc để cho nó nhất quán từ trên cho xuống dưới các bạn nhé. Bước cuối cùng đó chính là sắp xếp toàn bộ những hình ảnh đó vào một cái bố cục ở trên cái bài presentations. Để mình chỉ cho các bạn một cái mẹo rất là dễ là các bạn lên Google, các bạn search một cái photo layout bất kỳ. Các bạn add vào trong presentation và các bạn gắn những cái tấm hình của bạn vào. Thì tự động nó sẽ có một cái bố cục khá là chỉnh chu và khá là thuận mắt. Nào, nhìn thử cái mẫu mình đang làm ở đây nhé. Một, 2, 3. Tóm lại, event mood board các bạn cần làm qua tổng cộng là 3 bước. Thứ nhất, các bạn nghiên cứu về cái chủ đề mà các bạn muốn thực hiện. Thứ hai, các bạn chọn hình ảnh và màu sắc. Thứ ba, các bạn lên một cái bố cục trình bày. Rồi, cái bài hướng dẫn đến đây là kết thúc rồi. Nếu bạn thật sự thích cái video này thì hãy thả cho mình một nút like và hãy chia sẻ cho những người nào thật sự cần xây dựng một event mood board nhé. See ya. Sao chưa bấm? Bấm đi.